Chủ nhật thứ tư mùa vọng 5A. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thánh sử Matthew giới thiệu đấng nhập thể với những tên gọi khác nhau. Mỗi tên gọi nói lên căn tính và sứ mạng của người. Emmanuel không chỉ là tên gọi được nhắc đến nhiều nhất, mà còn là điểm nhấn và đỉnh cao của bài tin mừng. Thật vậy, bài tường thuật mở đầu cách ngắn gọn với danh xưng kép Giêsu Kitô. Kế đến, lời truyền tin của sứ thần nhấn mạnh thánh danh Giêsu như tên riêng và sứ mạng đặc trưng của ngôi lời nhập thể. Tuy nhiên, phần tường thuật lại được kết thúc với lời khẳng định long trọng mang tính tuyệt đối: Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa. Đó chính là lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah hơn 700 năm về trước. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel không chỉ khẳng định sự hiện diện thường hằng của Thiên Chúa đối với con người, mà còn cho thấy chính Thiên Chúa qua ngôi lời nhập thể đã chọn sống vì, với, trong và như con người. Emmanuel trong kinh nghiệm của Thánh Giuse là sự thấu biết của Thiên Chúa đối với từng nếp nghĩ, từng rung động nơi con tim của Ngài. Ngay khi Ngài chỉ mới định trong tâm, tính trong trí để bỏ Đức Maria cách kín đáo, thì Thiên Chúa đã cho sứ thần hiện đến báo mộng, tỏ bày và chỉ dẫn cho Ngài mọi điều. Emmanuel trong kinh nghiệm của Đức Maria là quyền năng giải gỡ của Thiên Chúa đối với những hiểu lầm mà mẹ gặp, những hiểm nguy mà mẹ phải đối diện. Emmanuel còn là một kinh nghiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông. Đó là sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời cũng là sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Những con người có cùng một điểm chung là được Chúa ở cùng. Mỗi khi xướng lên danh thánh Emmanuel, chúng ta cùng tuyên xưng và nhìn nhận: Thiên Chúa là đấng ở cùng mỗi người và mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, trong mùa Giáng sinh này cũng như trong mỗi ngày đời chúng con, mỗi lần chúng con đọc lên Emmanuel, xin cho chúng con cảm nhận niềm vui được Chúa ở cùng. Mỗi lần chúng con nhìn thấy tên Emmanuel, xin giúp chúng con sống lại những kỷ niệm được Chúa ở cùng. Mỗi lần chúng con viết lên lời nguyện chúc Emmanuel, xin cho kinh nghiệm Chúa ở cùng cũng được ghi khắc trong cõi lòng chúng con. Lạy Đấng Emmanuel, là hài nhi bé nhỏ, tươi cười, vui thỏa trong vòng tay của mẹ cha, xin cho các gia đình góp phần biểu tỏ tình yêu của Ngài bằng những nghĩa cử yêu thương dành cho nhau. Lạy Đấng Emmanuel, là hài nhi đã từng nếm trải cảnh thiếu thốn, lưu lạc, lưu vong, xin cho những người đang đau khổ vì chiến tranh, loạn lạc cảm nhận được sự đồng hành an ủi của Ngài qua sự trợ giúp của những tấm lòng nhân ái, nhất là trong mùa Giáng sinh này. Amen.